Chào tất cả các bạn, chúng ta lại được gặp nhau rồi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn bộ phim về một vị thần vô tình phải đến nhân gian làm nô lệ The Legend of Zhang Ziyun. Đề nghị các bạn đeo tai nghe vào và chú ý theo dõi. Bạn sẵn sàng rồi chứ? Câu chuyện vừa bắt đầu đã không hề đơn giản. Một quả cầu lửa rơi từ trên trời xuống một bãi đá. Nhìn kỹ một chút thì đó là một người đàn ông. Trên người có rất nhiều chỗ da thịt bị thiêu cháy. Đến khi anh ta tỉnh lại thì chẳng còn nhớ điều gì cả. Vừa đi được mấy bước thì chân bị chuột rút. Chuyển cảnh quay đến một trang trại trồng chè. Ở đó có một cô gái tên Diệp Tử, ngoại hình xinh đẹp. Diệp Tử và những cô gái khác đang hái chè. Buổi trưa, các cô gái khác về nhà trước. Một lát sau, Diệp Tử nghe thấy âm thanh kỳ lạ vọng đến. Cô bước đến gần xem thì phát hiện đó chỉ là một con thỏ con. Nhưng vừa quay đầu đã bị người đàn ông kỳ lạ làm giật mình. Diệp Tử nhìn thấy anh ta ban ngày mà không mặc áo, anh muốn làm gì? Tôi kêu lên đó nhưng ý thức của anh ta đang mất mơ hồ nên lập tức ngã xuống đất. Diệp Tử nhìn thấy vết thương trên người anh ta cảm thấy rất tội nghiệp nên đã đưa về nhà mình xử lý vết thương. Trong nhà cô ấy còn có một người chú tên A Cát. Anh ta thấy người này không giống người tốt nên đã báo cáo lên trưởng thôn. Chú nhìn trên người anh ta rất nhiều vết thương. Chú không thể làm người tốt giúp anh ta một lần sao? Người đàn ông đột nhiên tỉnh lại bóp chặt lấy cổ Diệp Tử. A Cát thấy vậy lấy gậy đánh ngất anh ta. Lúc này, ở bãi đá, một người thần bí đã đến nơi mà quả cầu lửa rơi xuống trước đó, nhặt mảnh áo giáp bị vỡ, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Sáng sớm ngày hôm sau, không biết tại sao người trong làng biết trong nhà Diệp Tử có người lạ. Bọn họ tụ tập bên ngoài bàn tán xôn xao. Diệp Tử thấy vậy không chịu được nên đã mở cửa ra. Trưởng thôn nghĩ rằng có thể đó là một tên tội phạm bỏ trốn. Ông ta đi vào thì thấy anh ta đang nằm trên giường. Trưởng thôn nói cháu biết làng chúng ta không được cho người ngoài ở lại mà. Bây giờ thổ phỉ cướp bóc ngày càng nhiều, cháu đừng có tốt bụng quá. Nhưng Diệp Tử vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc anh ta. Lúc này người dân trong thôn càng phản đối mạnh mẽ hơn. Năm xưa người yêu của Diệp Tử đã chết trong tay kẻ xấu. Người trong thôn muốn đưa anh ta ra khỏi làng. A Cát tức giận ngăn cản bọn họ lại. Trưởng thôn thấy Diệp Tử quá ngoan cố nên đành cho cô 3 ngày, dù sống hay chết cũng phải rời khỏi đây. Sau khi quay vào trong thì thấy người đàn ông đó đã tỉnh lại. Hai người sợ anh ta lại nổi điên lần nữa, nhưng anh ta nói sẽ không làm hại hai người. A Cát hỏi anh ta là ai, tại sao vết thương trên người lại kỳ lạ đến vậy, nhưng anh ta lại chẳng nhớ gì cả. Còn nói 3 ngày sau nhất định sẽ đi khỏi đây. Diệp Tử đã đặt cho anh ta một cái tên là A Thái. 3 ngày sau, vết thương của A Thái hồi phục rất nhanh. A Thái không muốn làm liên lụy đến người khác nên một mực đòi đi. Diệp Tử không lỡ để anh ta đi nên đã tặng cho anh ta một cái áo, còn chuẩn bị một lá bùa hộ mệnh. Sau đó, A Cát tiễn anh ta ra ngoài thôn. Đang chuẩn bị quay về thì phát hiện cả thôn đang bốc cháy. A Cát và A Thái thấy vậy lập tức chạy về. Thì ra trong thôn đang bị thổ phỉ đến cướp bóc. Trưởng thôn khuyên bọn chúng quay đầu là bờ. Tên cầm đầu đang định ra tay giết trưởng thôn thì Diệp Tử xuất hiện. Hắn chưa thấy ai xinh đẹp như cô nên đã phái thuộc hạ đến bắt vợ cho mình. Đúng lúc này, A Thái xuất hiện trước mặt. Anh ta chỉ kéo nhẹ một cái đã khiến đối phương ngã thảm. Nhưng đối phương cũng không chịu thua kém, hắn giữ chặt Diệp Tử để uy hiếp A Thái. Khi anh đang định tìm cách cứu Diệp Tử thì bị một tên thổ phỉ khác đánh ngất. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã bị giam trong lồng. Tên cầm đầu đang bàn chuyện với ai đó. Hắn định bán những người này đi làm nô lệ. Hắn nói A Thái là một người vạm vỡ khỏe mạnh. Vương đại nhân đưa anh ta đến tế lễ. Người mạnh nhất nơi này tên là Đại Hắc đấu với đối thủ chỉ sau vài phút đã hạ gục được đối phương. Đại Hắc muốn đấu một trận công bằng với A Thái. Vương đại nhân lúc này còn đang mải mê ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp. Bỗng nhiên có người từ ngoài vào bẩm báo có Hình đại nhân đến. Hình đại nhân này là kẻ thù không đội trời chung với chúa Vương. Mỗi năm đều quyết chiến với nhau một trận sống còn. Vài năm trước người giành chiến thắng đều là Hình đại nhân. Nghe nói mấy ngày nay Vương đại nhân đang tuyển thêm vài người mới nên đến xem thử. Ông ta còn nói những lời hung hãn nhắc nhở Vương đại nhân chuẩn bị 3 đấu sĩ vào lúc đại tế. Đến lúc đó, để Si Khuê nhà ta vận động nhiều hơn. Chuyện này khiến Vương đại nhân vô cùng tức giận. Ông ta sai người thân cận với mình chọn ra 3 đấu sĩ. Sáng hôm sau, mọi người được triệu tập ra sân để tuyển chọn. A Thái lo lắng khi A Cát phải đấu với Đại Hắc. Nhìn thấy A Cát bị thương, A Thái lập tức vùng lên. Nhờ vậy, 3 người họ vô tình thắng được trận tàn sát này. Sức mạnh của A Thái đã xây dựng được lòng tin trong lòng Vương đại nhân. Nhưng A Thái không bằng lòng giúp Vương đại nhân làm chuyện này. Ông ta tức giận cho người lôi Diệp Tử ra uy hiếp. Chỉ cần các người giành được chiến thắng trong ngày tế lễ, các người sẽ được tự do. Diệp Tử ở trong phòng lo lắng A Cát và A Thái sẽ gặp nguy hiểm. Một bóng đen kỳ lạ xuất hiện nhập vào một sĩ binh, nói rằng muốn đưa Diệp Tử đi tìm người. A Thái ở trong phòng giam đang nghĩ theo nên làm thế nào để chiến thắng. Đại Hắc C nói các ngươi còn trẻ nên suy nghĩ cũng đơn giản. Đại Hắc đã từng đấu với Si Khuê nhưng suýt chút nữa là mất mạng. Để chiến thắng được trận đấu này, Đại Hắc đã phải huấn luyện đặc biệt cho hai người này. Qua huấn luyện, Đại Hắc nhận thấy sức mạnh của A Thái không được ổn định. Đại Hắc siết lấy cổ A Cát để ép cho anh ta phải nổi giận. Quả nhiên, sức mạnh của A Thái đột nhiên lên cao, hai mắt đỏ ngầu túm chặt lấy cổ Đại Hắc. A Cát vội vàng đến ngăn A Thái lại. Đó là cách mà hai người họ nghĩ ra để giúp A Thái kiểm soát được sức mạnh của mình. Nhưng cách này lại khiến A Thái cảm thấy mình đang bị chơi đùa. Cảm thấy lòng tốt bị dè bỉu khiến hai người chán nản rời khỏi đó. Tối hôm đó, A Thái phát hiện ra có một người mặc áo đen đi ngang qua trông rất kỳ lạ. Anh đến gần túm lấy vai thì nhận ra đó là Diệp Tử.
Cô lừa A Thái đến phòng, nói được vài câu lập tức đè A Thái xuống giường. Sau đó, bóng đen lại nhập vào cơ thể A Thái, chuẩn bị chiếm đoạt lấy cơ thể anh ta. Lúc này, có một cô gái xông vào dùng dao muốn giết chết Diệp Tử khiến cho âm mưu của bóng đen kia thất bại. Sau khi bóng đen rời đi, Diệp Tử lại hồi phục trạng thái bình thường. Trước lúc lâm chung, cô nhờ A Thái bảo vệ cho A Cát rồi lịm đi. A Thái nổi điên quyết đấu một trận sống còn với cô gái kia. Khi chuẩn bị giết chết đối phương, A Thái chợt lấy lại được ký ức, thì ra cô gái này chính là người áo đen lúc trước tên Thanh Hoàng. A Thái cũng nhớ lại được tên thật của mình là Dương Tiễn. Ban đầu, thiên giới hạ lệnh cho bọn họ truy sát hồn ma nhập cư. Gió cũng chính là hồn ma đã nhập vào thân xác Diệp Tử. Nhưng ký ức của Dương Tiễn đã bị nó thôn tính và đẩy xuống trần gian. Hồn ma chạy thoát bây giờ lại nhập vào cơ thể Sĩ Khuê. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Sĩ Khuê có một năng lực mạnh đến vậy. Để có thể nhanh chóng quay lại thiên đình phục mệnh, họ đã tìm gặp A Cát và giải thích rõ chuyện này với anh ta. Vào ngày tế lễ, không có sự giúp sức của Dương Tiễn mà chỉ còn hai người họ. Điều này khiến Vương Đại Nhân mất đi lòng tin vào Dương Tiễn. Sĩ Khuê có sự giúp đỡ của hồn ma nên nhanh chóng đá bay A Cát. Đại Hắc cũng không phải là đối thủ của nó nên liên tiếp chịu đòn. A Cát cầm một cái kiếm định xuyên thẳng vào người Sĩ Khuê nhưng hắn ta có sự giúp sức của ác ma nên chẳng hề hấn gì. Hắn đánh nhất Đại Hắc và lấy rìu chém vào người anh ta. Nhận thấy đã hết cách, A Cát đứng im chờ chết. Nhưng lúc đó đột nhiên có một cây kiếm lao đến trước mặt hai người, thì ra là Dương Tiễn xuất hiện. Sĩ Khuê không phải là đối thủ của Dương Tiễn nên đã bị anh ta xiên một cây kiếm vào người. Dương Tiễn nghĩ rằng hắn ta không còn đủ mạnh nên định đưa A Cát rời đi. Không ngờ Sĩ Khuê lại đứng dậy tiến đến đánh bay Dương Tiễn. Dương Tiễn tức giận lấy hết công lực đấu với nó một trận, chưa kịp hồi phục nên nhanh chóng bị đánh ngã. Sức mạnh của Dương Tiễn bỗng nhiên tăng lên ngút trời. Anh ta dồn hết công lực của mình vào đôi mắt thần. Còn ác ma xông đến tấn công nhanh chóng bị Dương Tiễn dùng mắt thần giết tại trận. Thanh Hoàng xuất hiện giết hết những tên cẩu quan đang ngồi xem. Dương Tiễn và A Cát cùng mai táng cho Diệp Tử. Sau đó, anh cùng Thanh Hoàng quay về thiên đình phục mệnh. Bộ phim hôm nay đến đây là hết.